Những bàn thắng góp phần đem tới một trong những vẻ đẹp của bóng đá, và khi nói tới vẻ đẹp của bóng đá thì người ta cũng không quên nhắc tới các cổ động viên, những người được coi là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Và ở mùa giải trước hay tại lượt trận đầu tiên của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 247/2019 thì sân Thiên Trường của câu lạc bộ Nam Định tiếp tục là nơi dẫn đầu về số lượng các cổ động viên tới sân theo dõi, khi đã có gần 15.000 cổ động viên đến sân để cổ vũ cho câu lạc bộ Nam Định ở lượt trận đầu tiên của mùa giải năm nay. Người dân Nam Định yêu bóng đá và yêu bản sắc địa phương. Chính vì vậy mà khi đến với sân Thiên Trường thì các cổ động viên không chỉ được cổ vũ cho các cầu thủ quê hương của mình thi đấu dưới sân, mà còn được thưởng thức một nét văn hóa truyền thống đặc trưng vốn có, là niềm tự hào của những người dân Nam Định. Sân Thiên Trường từ trước đến nay nổi tiếng với tiếng trống quen thuộc, nhưng kể từ bây giờ sẽ lẫn tiếng trống còn có cả tiếng đàn, tiếng hát của những nghệ nhân chầu văn. Trong không khí của một lễ hội bóng đá, những hình ảnh này trở nên nổi bật và trở thành điểm nhấn trong những trận đấu trên sân nhà của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định. Chúng tôi muốn tạo ra một cái riêng, một cái bản sắc riêng của chúng tôi. Cái đấy là cái truyền thống của người dân Nam Định nói chung cũng như người dân Thành Nam nói riêng. Chúng tôi muốn là mang đến một cái mới lạ, cái tươi mới cho V-League, cho trên khán đài. Nghệ thuật chầu văn là di sản văn hóa phi vật thể thế giới đã được UNESCO công nhận. Việc đưa chầu văn đến biểu diễn tại sân Thiên Trường là một trong những nỗ lực đáng trân trọng của Hội Cổ động viên Nam Định trong việc góp phần bảo tồn và quảng bá loại hình nghệ thuật cổ truyền này. Giờ đây, ngay cả những em bé nhỏ nhất có mặt trên khán đài cũng biết đến chầu văn như một nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Có biết là các chị gái nhà sao hát cái gì không? Nhìn những gương mặt say mê, những chàng cổ vũ không ngớt cho thấy một sự kết hợp không tồi giữa bóng đá và nghệ thuật cổ truyền. Với cổ động viên Nam Định bây giờ, đến sân Thiên Trường không chỉ để xem bóng đá mà còn là để thưởng thức chầu văn.